Kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình Thế yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, quân đội Canada xác nhận đang theo dõi các tàu hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến thăm Cuba. Tuyên bố hôm qua của Bộ Quốc phòng Canada nêu rõ máy bay CB-140 Aurora của Không quân Hoàng gia Canada và tàu SMCS Philip de Quebec đã quan sát các hoạt động của đội tàu Nga, Tàu ngầm và tàu khu trục hải quân của Nga đã tiến vào cảng Havana của Cuba hôm 12 tháng 6 cùng với một tàu kéo và tàu nhiên liệu. Chiến thăm này được xem là màn phô trương sức mạnh của Điện Kremlin trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, đội tàu này cập cảng Cuba sau khi tiến hành huấn luyện vũ khí tên lửa có độ chính xác cao ở Đại Tây Dương. Điện Kremlin cũng cho biết tàu ngầm và tàu khu trục mang theo tên lửa Siêu Thanh, tên lửa Hành trình và tên lửa chống hạm. Giới chức cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã điện đàm khẩn cấp về chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Triều Tiên. Thông báo sáng nay của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay điện đàm với người đồng cấp Mỹ Gus Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Kyun nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin không nên dẫn đến hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa Bình Nhưỡng và Moscow, viện dẫn điều đó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trấn an sự lo ngại của ông Kim, ông Campbell cam kết tiếp tục hợp tác để giải quyết những thách thức và bất ổn tiềm ẩn trong khu vực dưới tác động của chuyến thăm này. Trước đó, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống Putin dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong những ngày tới. NK Pro, một trang web có trụ sở tại Seoul, trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại cho biết máy bay dân sự đã được dọn sạch khỏi sân bay Bình Nhưỡng và có dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc diệt binh ở quảng trường Kim Nhật Thành. Liên quan đến Bình Nhưỡng, Bejon Barapleo, một đơn vị thành lập theo dự án của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ đã ghi nhận các hoạt động di chuyển gần đây của tàu ngầm mang tên Lửa Đạn Đạo của Triều Tiên tại một xưởng đóng tàu trên bờ biển phía đông của nước này. Bjon Barplau đánh giá động thái này có thể báo hiệu việc Bình Nhưỡng bắt đầu các cuộc thử nghiệm tàu ngầm vào mùa hè này hoặc chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Trên hình ảnh vệ tinh gần đây, Bjon Barplau đã công bố bản phân tích trong nhiều tháng về chuyển động của tàu ngầm Anh hùng Kim Kun-o ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, đây là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thực sự đầu tiên của Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha đã đồng ý mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Thông tin được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Madrid. Tổng thống Erdogan đến Madrid để đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nha với Thủ tướng Sanchez Trước khi dự diễn đàn, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp ngắn. Họp báo chung sau đó, Thủ tướng Sanchez tuyên bố. Sự hợp tác hôm nay của chúng ta được phản ánh trong việc ký kết 13 thỏa thuận về nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và chuyển đổi năng lượng. Diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nha nhằm tăng cường thương mại giữa hai quốc gia địa Trung Hải. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã ký một bản ghi nhớ thúc đẩy thương mại song phương. Hai bên cũng nhất trí các cơ chế mới về đầu tư và tài trợ cho doanh nghiệp hai nước. Quân đội Mỹ hôm qua tuyên bố đã phá hủy hai tàu tuần tra của lực lượng Houthi, một tàu nổi không có thủy thủ đoàn và một thiết bị không người lái trên biển đỏ. Phía Mỹ cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Trung ương nước này xác nhận, Houthi, lực lượng kiểm soát hầu hết các khu vực của Yemen, đã phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm từ khu vực do nhóm này kiểm soát ở Yemen vào biển đỏ. Song vụ phóng không gây thiệt hại hay thương vong. Thông tin cuối thưa quý vị, Hy Lạp hôm qua tiếp tục cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn do năng nóng cực độ và gió mạnh. Bộ trưởng khủng hoảng khí hậu và bảo vệ dân sự Vasilik Kikiliad đã nhắc lại lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn ở 10 khu vực trung tâm thủ đô Athens hôm qua ghi nhận nhiệt độ lên đến 43 độ C, khiến các trường học và thành cổ Apropolis phải đóng cửa. Nhiệt độ ở một số nơi thậm chí còn cao hơn như đảo Prater 44,5 độ C, bán đảo Belon Bonese 43,9 độ C. Một người dân cho biết, tôi chưa từng thấy nhiệt độ cao như thế trong tháng 6. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một mùa hè như vậy. Phó thị trưởng Aten, bà Olga Dobro nhận định. Là do biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đã cảnh báo nhưng chúng ta chưa thành công, chưa làm được gì. Hy Lạp là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Theo đài quan sát quốc gia Aten, các trận hỏa hoạn năm ngoái ở nước này đã thiêu rụi gần 175.000 hectare rừng và đất nông nghiệp. Quý vị khán giả vừa xem xong bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.